gặp nhau bao giờ, yêu nhau lúc nào mà cảm giác lúc này là khổ đau. Đời quá phũ phàng, đôi ta điêu tàn, trải qua bể sâu bao trầm luân. Anh đành hẹn em, kiếp sau sẽ xuân vầy. Bao nhiêu yêu thương đành chôn sâu. Xin dừng lại đây, giấc mơ của đôi mình. Để nhìn em xót xa bên người ta. Anh đành nhìn em ra đi, anh đành nhìn em qua sông. Nước mắt em rơi theo dấu bể mùa xưa. Anh còn nợ em yêu thương, anh còn nợ em tương lai. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ kia sau. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ. Lúc đó cũng mới được mấy tháng tuổi thôi, bà đã bồng con để trước cổng nhà rồi bỏ đi luôn. Má chạy theo bà không kịp. Lúc đó con còn đỏ hỏn nên ba má cũng mang con tới bây giờ. Cho tới bây giờ cũng không có tung tích gì về bà, nên không trả con lại cho bà được. Vì cục tình của má ruột con là gì mà má phải nhớ chứ. Không biết tên bà. Bà con với bà như bèo nước gặp nhau, một lần là có con. Lúc có thai con, bà bỏ đi biệt. Đến khi sanh con ra thì bà quăng con về đây cho ba má nhận. Không phải đâu má. Bà, con cố nhớ tên má con đi bà. Má còn tên gì má? Bà xin lỗi con. Ba, con muốn đi tìm má ruột của mình. Con biết là bà má có chuyện giấu con, chứ làm sao ăn ở với nhau có con rồi mà tới cái tên cũng không biết. Ba nói thiệt cho con biết, má con tên gì? Con chỉ cần biết tên má thôi là con có thể tìm được má mà. Ba nói thiệt, bà không có nhớ tên của bà. Nghĩa, con cứ coi má là má ruột của con đi. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Nghe lời ba nha con. Con vẫn coi má là má ruột của mình mà ba. Nhưng mà cái cảm giác
không biết người sinh ra mình bây giờ đang làm gì, còn sống hay là không. Khó chịu lắm ba. Con chỉ muốn đi tìm lại gốc gác cội nguồn của mình thôi mà ba. Nghĩa ơi, cái sự thật lẽ ra con cần phải biết thì ba lại không thể nói. Ba xin lỗi con. Kính lại ông bà tổ tiên, bao nhiêu năm qua con đã cố công gìn giữ cái nhà này, nay con cảm thấy gia đạo rối rắm. Con cúi xin ông bà tổ tiên có linh thiêng phù hộ cho cái gia môn này, cho thằng Nghĩa nó nguôi đi chuyện cội nguồn gốc tích. Xin ông bà thương, đừng để sóng gió ập tới ngôi gia này. Tối con ngủ không được, con mới vừa ra ngoài không má. Má cũng khó ngủ. Má mắc nghĩ tới chuyện của con Bông. Nghĩa nè, chuyện của con Bông á, má xin lỗi vì đã nghĩ quấy cho con. Má hiểu được con vậy, con cảm ơn má lắm. Má sẽ bù đắp cho con, má không có để cho con bị tủi thân đâu. Dạ không cần đâu má, con cũng tính đi sớm. Con đi đâu? Dạ con lên thị xã, phân công công việc đâu ra đó rồi con đi dò la tung tích của má con. Con tính đi tìm má ruột của con rồi con bỏ má luôn hay sao? Dạ không có đâu má, má vẫn là má của con mà. Lần này con mang theo tấm hình của ba hồi trẻ, con thử tìm hiểu coi biết đâu có người nào đó có nhận ra ba không. Con biết là sẽ khó, nhưng mà bây giờ chỉ còn cách này thôi mà. Rồi con định đi chỗ nào để tìm má con? Dạ chắc con xuống mấy cái xóm ở phía dưới, đi chỗ gần trước rồi tới chỗ xa. Còn cái tiệm ở thị xã chắc con nhờ ba cử người coi sóc nó. Con tính toán vậy á cũng được á. Dạ thôi, má ngủ sớm nha má. Ừ, con đi nghỉ ngơi đi. Nghe ông bá nói là bà Ba Son hiện thời cũng đang ở trên thị xã. Nếu nó bỏ tiệm đèn ở trên đó để về mấy cái xóm dưới này tìm má nó thì thành ra lại mai. Như vậy má con nó càng không có dịp nhận lại nhau. Con gái à, con về đây rồi, cha sẽ chăm sóc cho con. Đừng có lo rầu gì nữa nghe không? Dạ. Lâu nay ở bển, con nhớ cái cảm giác được cha gội đầu, được cha chải tóc lắm. Tội nghiệp con gái tôi, ngoan hiền về mà ai nỡ lòng vu oan giáng họa cho nó. Cha, con tính đi vô chợ dò hỏi về bà thầy bói. Chắc mấy người trong chợ biết đó cha. Con muốn gặp mặt bà để hỏi cho cặn kẽ cớ gì mà bà làm hại con. Thôi con à, con cứ yên tâm ở đây dưỡng thai đi, hơn thua với người ta làm chi. Cho
cho nó khổ. Thấy thằng Nghĩa nó quyết lòng tìm má nó như vậy, tôi thấy căng rứt quá. Ông đừng có nói với tôi á, là ông cho nó biết bà Ba Son là má của nó nha. Tôi cấm ông đó. Nói với bà mà gặp lại nhau, thể nào nó cũng biết là năm xưa nó bị bắt cóc, chứ không phải bị má ruột nó bỏ rơi. Tới lúc đó nó hận tôi, hận cả nhà này, rồi nó phá nát hạnh phúc của thằng Hiếu cho coi. Dù thằng Nghĩa nó có biết sự thật đi nữa thì nó cũng không có oán hận như bà tưởng đâu. Bà không hiểu tánh ý của nó sao? À thì... Hay là bà thấy con Bông nó tự giận như vậy rồi bà biết bà quấy? Bà lúc nào cũng vậy hết, gây ra hậu quả rồi mới chịu nhìn nhận là mình quấy. Nè, ông bớt nói chuyện sang đàn sang ngã đi nha. Tôi đang nói chuyện của thằng Nghĩa mà. Tôi cấm ông cho nó biết bà Ba Son là má của nó. Ông cứ để nó đi tìm má của nó, đi tìm đầu này đầu nọ, tìm riết không ra, thì nó cứ tưởng má nó chết rồi, kiểu gì nó cũng bỏ à. Mình thiệt sự không biết phải bắt đầu từ đâu để đi tìm má. Tới cái tên còn không biết thì dò la kiểu gì đây? Hay là bà Ba Son? Bà Ba Son có liên quan gì tới mình không? Trọng Nhân con của bà cũng là con riêng của bà. Không lẽ... Mấy chục năm ròng rã đi tìm con, tôi đâu có ngờ ngày gặp lại nó chỉ là hũ cốt quang lạnh như vậy. Chính bà đã giết chết con tôi. Mà chắc không phải là mình đâu. Như lời bà Ba Son nói thì Trọng Nhân đã chết rồi, còn có hũ cốt nữa. Chắc đó lại là người khác. Cuối cùng má mình là ai đây? Má đang ở đâu chứ? Dạ, bà với anh hai đứa con tới đây được rồi. Hai người về nhà đi. Nghĩa, con nghe lời bà nha. Lên trên đó ráng coi sóc cái tiệm. Cái tiệm đó bà chỉ giao cho con thôi, đừng bỏ đi đâu nha con. Dạ, bà cứ để cho con đi tìm má đi. Nếu khó quá thì thôi. Bà vẫn muốn con cứ coi má như là má ruột của con từ nào tới giờ. Đừng có lặn lội đi tìm ai nữa cho cực cái thân con. Con cứ coi như là chưa biết gì, chưa nghe gì nha con. Dạ, làm sao con coi như vậy được ba? Biết đâu mấy năm qua má con cũng tưởng tới con, má con cũng tìm con. Mà biết đâu má cũng đang khổ sở để ngóng chờ con thì sao? À, chú ba có đi đâu thì nhớ cẩn thận nghe. Bây giờ tìm má ruột của chú như là mò kim đáy bể, nhưng mà anh hai mong là chú tìm được. Dạ, em cảm ơn anh hai. À, anh hai, có chuyện này em cảnh giác anh. Em đang nghi ngờ người dựng chuyện Du Khống em với chị dâu chính là thầy Du. Lúc nghe thầy nói thầy Du báo chị dâu có thai 3 tháng là em thấy lạ rồi. Nhưng tại sao thầy Du phải làm vậy? Em cũng không chắc nữa. Anh hai hiểu rồi.
Cảm ơn chú. Thôi chú đi đi, để nắng lên. Dạ. Tụi ba con đi. Ừ. Em đi anh hai. Nếu như con Bông nó dám tự giận thì chắc nó bị oan. Vậy thì thư nặc danh này là của ai? Má. Dạ. Má đang giấu gì đó? Đưa đây cho con. Má. Thư này. Thư này má không biết của ai. Bữa đó má thấy để ngoài hàng rào á, nên từ bữa đó má mới nghi ngờ con Bông. Má à, con đang định tìm má cũng là để nói chuyện này. Con nghi ngờ thầy Du đã cố ý hại Bông. Lá thư này chính là do thầy Du viết. Sao con nghĩ vậy? Chuyện Bông với chú ba có tình ý với nhau, xóm này không ai biết, ngoại trừ hai bên gia đình và một người khác. Đó là thầy Du. Và thầy Du cũng có tình ý với Bông. Bữa trước chính Bông đã kể với con, thầy Du kêu Bông lên tiệm đèn ở thị xã để thăm chú ba. Lúc đó con tưởng thầy Du tử tế, bây giờ nhớ lại mới thấy là cố ý dàn cảnh để cho má hiểu lầm. Chẳng lẽ thầy Du lại làm chuyện này sao? Má còn nhớ ông thầy Năm có nói gì không? Chuyện bắt mạch và đoán được thai long mao là chuyện lạ. Thầy Du đã cố ý gạt má đó. Vậy còn chuyện bà thầy Bói? Chắc chắn thầy Du đã mướn bà. Dạ. Đây là thuốc của cô. Thuốc này cô mang về sắp uống, 3 ngày sau quay trở lại tái khám. Mời. Má thấy chưa? Chắc chắn là thầy Du có tật giật mình. Thế nào cũng đi tới ngã Ba Miếu. Lúc đó má còn mình xuống bắt tại trận lỏng hết được chó cãi. Ủa? Ngã Ba Miếu ở đằng kia mà. Sao không chạy lòng vòng vậy? Nếu vậy á, má nghĩ mình nghĩ qua cho thầy Du được không? Tôi cho mấy người đi chơi hết cái thị xã này, hết khói no bụng nghe. Đây là tù lâu thêm của bà. Cảm ơn cậu, cậu uy tín quá à.
Sao bà với anh ta? Hả? Tôi không biết gì hết anh. Trời đất ơi. Bà kia, đứng lại. Bà kia. Tôi có đuổi theo nhưng mà không có kịp. Nhưng mà chị hai, chuyện này có ai biết nữa không? Chưa có ai biết hết. Tôi cũng chưa có cho cha hay. Sợ cha tức rồi lại làm mệt. Bây giờ trong lòng tôi nôn nóng gặp thầy vui lắm. Thôi tôi phải đi đây. Chị hai, để tôi đi với chị. Đừng lại, đừng lại nghe. Má. Dạ. Má. Chắc nết. Má. Buông ra. Mới đi ra khỏi nhà chồng là chỗ mọi lăng loạn hư thân. Má, để vợ con giải thích. Má đừng có hiểu lầm vợ con. Được, bà giải thích đi, để tao coi mày lương lẹo cỡ nào. Coi như mình gặp may rồi. Vậy thôi má, con nghe chú ba chỉ vô tình gặp nhau ở đây thôi. Sợ gì hôm nay con lên đây để gặp thầy Du hỏi cho ra lẽ. Má ơi, chiều hôm qua chính má cũng thấy thầy Du tới gặp bà thầy Bói ở xóm Rạch đó má. Vậy thôi đó hả? Có ai làm chứng không? Hay là mày tự thiêu dệt để thanh minh cho cái thói lăng loạn của mày? Má, nói tin chị dâu đi má. Con với chị dâu chỉ vô tình gặp nhau ở đây thôi. Chuyện của thầy Du con cũng mới được biết. Con nghĩ thầy Du chính là người gây ra xáo trộn bữa giờ gia đình mình. Tụi bay im hết đi. Hiếu, má đã theo con lên tới tận đây để nhử thầy Du. Nhưng nãy giờ má thấy thầy Du không có liên quan gì tới chuyện này hết. Chẳng qua hai đứa này nó có thói mèo mã gà đồng, chứ không ai dựng chuyện phao du cho nó hết. Còn con này, má không tin hôm bữa nó tự giận đâu. Chẳng qua nói với thằng Nghĩa dàn cảnh để qua mặt cả nhà mình thôi. Má. Dạ thưa má, xin phép má cho con nói chuyện này sao. Bây giờ con phải đi dạch mặt tên thầy thuốc chuyên giả nhân giả nghĩa kia. Bông. Chị dâu. Thầy Du. Thầy Du. Thầy Du. Chào cô hai. Có chuyện chị đây làm rộn vậy? Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi thăm khám đó. Anh không có tư cách chữa bệnh cho ai hết. Lòng dạ anh hiểm độc. Anh không có tư cách làm thầy thuốc. Cô hai à, chắc có chuyện chị hiểu lầm rồi. Nếu cô cần nói chuyện cho cặn kẽ thì mời cô vô trong. Tôi không có đi đâu hết. Anh đã mướn người bêu rếu làm nhục tôi giữa chợ. Thì bây giờ tôi sẽ vạch mặt anh cho cả cái thị xã này biết. Một thầy thuốc, một lương y mà lại làm chuyện bất nhân thất đức như vậy hả? Dạ thưa bà con, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Lòng dạ con người này gian manh, xin bà con đừng đặt lòng tin. Cô hai, cô đừng đứng đây bôi nhọ tôi nữa. Nếu tiếp tục làm chuyện quá đáng, tôi sẽ mời nhà chức trách tới đó. Anh cứ mời đi, tôi cũng muốn hầu quan để tố cáo chuyện khốn nạn anh đã làm với tôi. Tôi là thầy thuốc, tôi không bao giờ làm chuyện trái lương tâm hết. Chuyện cô với gia đình chồng thì làm ơn đừng làm rộn ở đây, chỉ làm cho má chồng cô hổ mặt thêm mà thôi. Thưa bác gái, bác đừng tin lời bà thầy Bói. Vì cô Bông đây là con nhà giáo học, cô sẽ không làm cái chuyện loạn luân với em chồng dẫn tới việc có thai ngoài ý muốn đâu. Cô hai, tôi đang bảo vệ cô hai mà. Tôi đang nói với bác gái là bác gái thương cô, chấp nhận cái bầu thai này dù cho nó là con của em chồng cô đi chăng nữa thì nó vẫn là con cháu ở trong nhà, có đúng không bác gái? Hiếu, khốn nạn. Chú ba. Chú ba, chú ba. Nó đi. Chú ba, buông con ra. Nè, buông con tao ra. Tao chém mày đó. Buông ra. Buông ra. Chú ba. Chú ba. Cậu, mày làm gì vậy? Trời ơi. Người nhà vô làm chờ bên ngoài.
Thấy chưa? Sáng nay má mà không cản con thì người bị chém là con rồi đó. Cái ngữ xui xẻo, mày chỉ đem tai ương tới cho gia đình tao thôi. Càng ngày tao càng thấy bà thầy bói nói về mày là đúng đó. Má, má đừng có tin lời bà. Con chắc chắn những gì vợ con nói là đúng. Chính thầy Du đã mua chuộc bà. Mày đừng có mù quáng quá rồi. Sáng nay hai má con mình tận mắt chứng kiến tụi nó tằng tì với nhau giữa đường kia mà. Có chuyện đó luôn hả bác gái? Thầy Du, bác gái đừng có nóng giận quá, ảnh hưởng sức khỏe. Con nghĩ do hồi đó cô hai với em chồng có tình ý với nhau, duyên đó không thể đại một sớm một chiều được, cần phải có thời gian. Im đi. Nè Hiếu à, Hiếu, Hiếu à, con làm gì vậy? Thầy Du ra đi. Mà phải để con đập chết khốn nạn này, mày dám xúc phạm lăng nhục vợ con. Thôi mà, mày làm cái gì vậy? Thầy Du là người trị bệnh cho mày đó. Con không cần để thầy khốn nạn này. Anh Hiếu, tôi có lòng đến thăm anh Nghĩa, sao anh cư xử kỳ vậy? Anh đừng có nóng giận quá. Ai mà nóng quá như Kinh Phong bây giờ đó. Khốn nạn. Thôi, má buộc con đã. Thầy về đi, thầy làm ơn đi, đi về đi mà. Dạ. Còn thôi đi. Không, kệ nó. Con đi về dưới với má, để cho cái loại mèo mã gà đồng nó tự chăm sóc với nhau. Má làm ơn đừng xúc phạm vợ con. Má muốn về á thì về dưới trước đi. Con ở đây với phòng chăm sóc cho chú ba. Đừng có lúc nào cũng vợ con, vợ con. Từ nay về sau má không coi nó là dâu nữa đâu. Đi về với má. Con không về. Má muốn về á thì về tiệm đèn nghỉ ngơi đi. Hiếu à, Hiếu, cái thằng bất hiếu, nay mày dám cãi lời tao hả? Anh hiểu lòng dạ của em, anh cũng như em, rất là căm tức thằng thầy thuốc khốn nạn gian xảo đó. Nhưng mà thôi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Em mà như vậy không có tốt cho con mình đâu. Với lại lúc này anh với em phải lo chăm sóc cho chú ba nghe. Em biết rồi, nhưng mà anh theo má về quê đi. Má lớn tuổi rồi, đừng để má giận. Em ở đây lo cho chú ba được. Em đang bầu bì, sao mà anh an tâm được? Chuyện của má anh sẽ lựa lời xin lỗi sao? Bây giờ anh với em vô coi chú ba sao rồi. Đây nè con, đây nè. Bác có phải là người nhà của anh Trọng Nghĩa không ạ? À, đúng rồi. Mà anh Trọng Nghĩa sao rồi cô? Tao cho mày ở phòng thuốc là để phụ việc cứu người, chứ đâu phải để mày hành xử như côn đồ như vậy. Dạ bà ơi, quan cho con lắm bà ơi. Con tính cầm cái dạo múa múa hù dọa cậu Nghĩa thôi, mà chú quẩy làm sao cậu té vô mới ra nông nổi vậy. Chứ con không có ý đâu bà ơi. Việc mày làm, nếu mà người ta kiện cáo, mày ráng mà chịu đi, tao không có binh mày nổi đâu. Đi ra ngoài. Nước tăng lực Nhật Bản Lipovitan, năng lượng cho cuộc sống. Tôi xin lỗi cậu. Thank you.
Con trai non ngày non tháng, bụng mạng mộng, phải châm bảy que nhang này vô ngực để trấn giữ tâm hồn thất phách, tránh tà ma quấy phá, khỏe mạnh, lớn mau, sáng dạ. Dạ. Cậu hai. Cô hai. Tôi xin lỗi. Tôi vừa nghe có chuyện xích mích giữa con trai tôi với cô hai. Mặc dù chuyện cũng chưa có rõ, nhưng nếu như con trai của tôi nó làm lỗi với cô hai, tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm. Còn thằng cũ, nó làm như vậy là quấy lắm. Gia đình cô cậu có thể báo nhà chức trách. Tôi không có can thiệp vô đâu. Dạ. Chuyện em trai con bị thương, gia đình con cũng không muốn làm rầm rè. Nhưng về danh dự của vợ con, chắc chắn còn phải làm sáng tỏ. Du nè, nói thiệt cho má biết đi. Cái chuyện mà cô hai nói, con đã dựng đứng vấn đề, phao Du hạ nhục danh giá của cổ, đúng không? Má, tên má cũng không tin con nữa hả má? Má nghĩ là con có thể làm được chuyện đó hả má? Dạ đúng. Đúng là con có về sớm rạch để tìm gặp bà thầy bói. Nhưng con gặp bà là để hỏi cho ra lẽ lý do làm sao bà lại vu khống cô Bông. Má cũng biết rồi đó, con có tình với cô Bông. Mặc dù cô lấy chồng rồi, nhưng cái tình đó vẫn chưa dứt. Cô nhìn cổ bị người ta hãm hại vu khống như vậy, cô chịu không có nổi. Nhưng con không biết xui rủi ra sao, cô cũng có mặt đúng lúc đó. Rồi cô hiểu lầm con. Má muốn con nói thiệt. Bởi vì nếu thiệt sự con làm chuyện này thì rất là tội lỗi. Má muốn con phải thú nhận và chịu trách nhiệm với người ta. Con đã nói tới vậy, má vẫn không tin con. Con cũng không biết nói gì hơn. Má thà để tin một người ngoài chứ không tin con trai của má. Má nhìn thấy cô Bông và người nhà của cổ hè nhau sỉ nhục con giữa thanh thiên bạch nhật như vậy,
má vẫn không xót. Má cũng muốn kết tội con sao má? Không phải là má muốn kết tội con. Má chỉ muốn biết tường tận trắng đen. Dù nè, con cũng đừng buồn giận cô hai. Bởi vì cô bị Phượng Đan ác phao du như vậy, không bình tâm cũng phải thôi. Dạ, phải là con. Nếu bị ai đó sỉ nhục và làm mất thanh danh, con cũng không để yên cho người đó. Bà Ba Son sao lại có mặt ở chỗ thầy Du? Bà tới đó khám bệnh sao? Má, làm cái gì ở trỏng mà tới giờ này mới về? Dạ, tụi con chăm cho chú Ba. Khỏi cần. Má sai tụi nhỏ đi về dưới, rước Ba bay vô nhà thương để chăm sóc cho nó. Nó là con của ổng thì để ổng lo. Còn sáng sớm ơi, mày theo má đi về quê. Má, chú Ba dù gì cũng là người nhà. Nếu mà má không lo thì ít nhất má cũng phải cho con ở đây lo cho chú Ba chứ. Ta đã nói là đi về dưới. Còn ai đó cảm thấy lo lắng cho nhau quá thì cứ việc ở lại mà lo. Lần này tao đi về dưới, tao sẽ phơi bày hết mọi chuyện hôm nay tao chứng kiến với ông giáo thứ, để coi ông còn lên mặt gia giáo nữa hay không. Nếu mà ba đã hay chuyện thì sáng sớm mai mình đi về theo má. Chứ em ở đây má còn càng nghĩ quấy em nữa. Chắc phải đành vậy. Cha, chị hai chắc tối nay không về đâu hén cha. Ừ, hồi sớm cha nghe chồng nó bị đau, cho nên cha cho nó qua bển chăm sóc chồng nó. Chứ cha còn giận cái nhà nó dữ lắm. Con mới lên thị xã có mấy bữa à, xảy ra quá trời chuyện luôn. Tội hai ghê. Bà thầy tới thăm con là được rồi, mang theo đồ ăn chia cho cực. Hồi nãy anh hai cũng có vô thăm chia cho con ăn rồi. Cậu bị mất máu nhiều, phải ăn nhiều hơn bình thường thì mới lấy lại sức được. Dạ. Bà thầy cứ để đó, con tự làm được mà. Cậu chưa có khỏe hẳn, để tôi đút cho. Dạ. Bà thầy sao vậy? À, đâu có gì đâu. Ăn đi, ăn thêm một miếng nữa nè. À, cậu ăn thấy cháo có ngon không? Dạ ngon lắm. Tự tay tôi nấu cho cậu đó. Dạ, con cảm ơn bà thầy nhiều. Bà thầy cứ để con. Ngon thiệt thầy. Ủa, sao bà thầy khóc? Bộ có chuyện gì hả bà thầy? Bà thầy cứ nói con đi.
Không có gì. Tự dưng tôi nhìn cậu, tôi thấy thân thương lắm. Tôi có cảm giác cậu giống như là con trai ruột của tôi vậy. Thì bà thầy cứ coi vậy cũng được mà. Nhân ơi, gần 20 năm rồi má mới được tận tay chăm sóc cho con. Má thèm cái cảm giác này lâu lắm rồi. Bà khóc khi vô nhà thương thăm nó. Dạ, bà với thằng đó nói gì thì em không biết. Nhưng mà khi về á, hai con mắt bà đỏ que, sưng trụ ủ lên vậy nè. Nhưng nếu chỉ là ấy nấy thì đâu cần khóc như vậy. Em nghĩ là bà với thằng đó có gì đó bí mật. Con trai tôi còn sống đó, vậy mà mấy người nở ra dàn dựng để che lấp tội lỗi của mấy người. Còn cái hũ cốt này gặp nhau bao giờ, là cái trò mà mấy người bất nhân như vậy đó. Cảm giác lúc này giờ biết mặt mũi má mày rồi đó. Má con bày nhận nhau, má không cản trở gì hết. Nhưng mày nên nhớ, dẫu gì má cũng nuôi dưỡng mày hơn 20 năm rồi. Con hiểu mà má. Nhưng mà ngày xưa đâu phải má con bỏ rơi con. Con đang là con một, tự nhiên bây giờ lại thành con thứ, còn bị chia sớt tình cảm của má nữa. Con vui sao nổi. Trước giờ má thương con như thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy. Tôi nói cho anh biết, anh nhận lại má tôi, tôi cũng không vui một chút nào đâu. Nhưng vì thương má, tôi đành chấp nhận. Xứng đáng lại một đêm hả? Không có chuyện đó đâu. Giờ con đi đường xa lên xuống mấy nay nên không khỏe. Không khỏe sao không nán lại cho tiệm đèn, chơi đủ vui rồi về. Mà đủ rồi đó, miệng mồm đừng cay độc quá.